Xin chào quý hành khách thân mến. Chuyến tàu mang số hiệu 2024 đi từ ga 2023 sắp bắt đầu soát vé. Chuyến tàu lần này sẽ đi đến một năm mới bình an, hạnh phúc. Quý hành khách vui lòng không mang theo những cảm xúc muộn phiền, lo lắng lên tàu. Nhanh chóng kiểm tra và cất giữ những hồi ức, kỷ niệm có giá trị. Sắp xếp lại tâm tình và chuẩn bị đi đến cổng thời gian để chúng ta tiến hành soát vé. Chúc quý khách có một chuyến tàu 2024 vui vẻ, hạnh phúc.